Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về nhân đơn thức, được chưa? Nhân đơn thức. Rồi, thì bước đầu tiên mình sẽ nói lại cái đơn thức là gì cả. Sau đó mình nói về những cái công thức cần nhớ khi các bạn nhân đơn thức, được chưa? Đơn thức là gì? Rồi, mình lấy ví dụ cho nhân nha. Đơn thức gồm thứ nhất 2, 3, trừ 1, 1 phần 2. Vậy số được gọi là đơn thức, ok chưa? Số được gọi là đơn thức. Thứ hai, x y bình z t bình x mũ 3 được gọi là đơn thức. X y bình z t bình x mũ 3 là những cái này người ta gọi là biến, người ta gọi là đơn thức. Biến là gì? Biến là cái mà mình chưa biết x là bao nhiêu, đâu biết bao nhiêu, không biết, người ta gọi là biến, ok chưa? Rồi thứ ba, 2 nhân x rồi 2 nhân x bình rồi 3 nhân x y bình rồi 4 nhân x nhân y nhân t được gọi là đơn thức. Đơn thức vậy, đơn thức là gồm có số nè, được chưa, phép nhân nè, số nè, biến nè, ok chưa, số nè, nhân nè, biến nè. Đó. Vậy đơn thức gồm, đơn thức là một phép nhân. Phép nhân ở đây mình giảng để cho các bạn hiểu chứ không có theo lý thuyết trong sách giáo khoa các bạn, là phép nhân nè, số nè, biến nè, ok chưa. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy một ví dụ để nói thêm kiến thức ngoài, đó là 2 nhân x bình nhân y. Thì cái phần số trước cái phần biến nè, đây là biến nè, đây là số nè, thì đây người ta gọi là hệ số. Hệ số là mấy ạ? Hệ số là 2. Phần biến là cái phần còn lại, phần biến là cái phần chưa biết nè. X bình phần biến là x bình nhân y, được chưa? Rồi bậc mấy ạ? Bậc của cái đơn thức này chính là lấy mũ của phần biến, mũ của phần biến này 2, đây không có, chính là 1 nha các bạn. 2 cộng 1 bằng 3. Vậy đơn thức này bậc 3, ok chưa? Đó là cái phần kiến thức liên quan về đơn thức. Rồi bây giờ mình sẽ làm phép nhân giữa 2 đơn thức hay là 3 đơn thức. Bây giờ mình lấy ví dụ về 2 đơn thức nhân lại. Mình cho đơn thức thứ nhất là A bằng 2X nhân Y, B là 3 nhân x bình nhân y. Thì để nhân hai đơn thức này với nhau thì các bạn nhớ giúp mình công thức về liên quan về nhân nha các bạn. Đó là a mũ n nhân cho a mũ m thì bằng nhân, thì nhân cùng cái số nè, thì lấy số mũ cộng lại thành là a mũ n cộng m, ok chưa. A mũ n nhân cho a mũ m, hai hàng ngày gọi là phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì lấy mũ cộng lại. Thứ hai đó là a nhân b tất cả mũ n thì sẽ bằng là a mũ n nhân b mũ n. Nhớ giúp mình khi mà làm cái bài phép nhân đơn thức thì các bạn nhớ trước hai cái công thức này giúp mình trước. Rồi bây giờ bắt đầu thì tính giúp mình a nhân b đi. A nhân b thì tương tự là 2 x nhân y nhân, đó các bạn có thể có ngoặc hoặc là không ngoặc cũng được, 3 x bình nhân y bình, được chưa? Đây a đây, nhân b đây. Rồi thì để nhân hai cái đơn thức với nhau hoặc là ba đơn thức với nhau thì các bạn lấy số nhân số, biến nhân biến. Rồi bắt đầu số nhân số nào, 2 nhân 2 nhân 3, đóng mặt lại cho nó an toàn. Rồi nhân, rồi biến thì các bạn lấy biến, thì các bạn lấy biến giống nhau, nhân nhau, x nhân cho x bình, x nhân cho x bình, nhân xong rồi các bạn gạch m đi để biết là đã nhân rồi. Tiếp tục y nhân y bình, ok chưa? Rồi bằng
2 nhân 3 bằng 6 nhân. Bây giờ nhân thì mình có thể gãy dấu chấm luôn cũng được, hoặc là dấu nhân thì cũng được. Rồi, x nhân x bình, đây là phép nhân 2, 2 cái lũy thừa cùng cơ số, ta lấy mũ cộng mũ x mũ 1 nhân x mũ 2 ra x mũ 3, y nhân y mũ 2 ra y mũ 3. Ok chưa? Vậy các bạn có thể viết gọn là 6 x mũ 3 y mũ 3. Rồi, bậc của nó là bậc mấy ạ? Bậc chính là cái bậc của đơn. Đơn thức này chính là 3 cộng 3 bằng 6. Bậc của đơn thức chính là lấy số mũ của phần biến cộng lại. Được chưa? Hệ số là bao nhiêu? 6 là cái số, là hệ số. Biến là bao nhiêu? Là cái phần còn lại, x mũ 3 y mũ 3. Ok chưa? Rồi, mình sẽ cho tất cả các bạn một cái bài tập liên quan về ba cái đơn thức nhân lại. Bạn giải giúp mình, sau đó comment ở phía dưới giúp mình coi để xem coi các bạn có hiểu bài không nha. Rồi, bắt đầu cho đơn thức A luôn. A là 2x à, cho lại ghi A bằng 2x nhân y, B là bằng 3x bình nhân y bình, C là 4x bình nhân y mũ 3. Rồi, các bạn lấy A nhân B nhân C giúp mình. À, cũng giải tương tự như cái câu trước mình đã giải các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại. Xin cảm ơn, bye bye.